Một khu vực, mỗi một địa bàn cũng vẫn có những cái phức tạp riêng của nó, đặc biệt là vấn đề quan hệ biên giới, lãnh thổ, biển đảo nói chung, chứ không phải chỉ là vấn đề biển. Nước nào cũng có, nước nào cũng phải xử lý. Các bác phải đặt cái đó trong tổng thể. Vì quan hệ, vì giữ vững môi trường hòa bình ổn định, đồng thời phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bao giờ phải nói hai cái thế. Xử lý mối quan hệ này không đơn giản chút nào. Nặng về bên nào đều bị phê phán cả. Đây là tính toán lợi ích của quốc gia dân tộc. Có đúng không ạ? Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là nhân nhượng bất cứ cái gì vô nguyên tắc. Phải giữ nguyên tắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng mà giữ ổn định để phát triển. Chưa có thời kỳ nào đất nước ta hiện nay đang có được không khí ổn định tốt như thế này. Phải giữ lấy nó chứ. Thì tất cả có phải vì lợi ích quốc gia dân tộc không? Hay là chỉ có một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta là anh hùng, ta chỉ là yêu nước, ta yêu nước. Còn Trung ương Đảng, chính phủ này không yêu nước à? Tổng Bí thư không yêu nước à? Vô trách nhiệm à? Thì mong các bác, hôm nay tôi thấy mấy ý kiến rất hay là phải cảnh giác với những cái phần tử, những cái luận điệu xuyên tạc, đừng mắc mưu. Trong những ngày này, ta rất kiên quyết, có những việc cũng không thể nói công khai hết được. Nhưng mà xử lý cái mối quan hệ hài hòa, biện chứng toàn diện với con mắt chiến lược. Đừng nghĩ một mặt, và đặc biệt đừng để bị kích động. Cái đó nguy hiểm lắm. Mà chia rẽ giữa lãnh đạo với nhân dân. Cho nên hôm nay tôi thật sự xúc động và thấy rất là cảm ơn các đồng chí đã nêu lên cái tinh thần này. Đặc biệt là bác Thước nói đấy, đã đúng là đã chinh chiến rồi, kinh nghiệm lâu năm rồi. Xử lý mối quan hệ phức tạp lắm, làm sao để đất nước yên bình để mà tiến lên, nhưng đồng thời vẫn giữ được độc lập chủ quyền, thế mới là giỏi. Cha ông ta cũng thế thôi, các cụ khôn khéo lắm. Tôi không nói cụ thể, chỉ xin nói tinh thần thế thôi. Cố gắng giữ quan hệ cho tốt, nhưng cái gì thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ta không bao giờ nhân nhượng.